Ngày 1 tháng 6, Thánh Justin tự đạo, mất năm 165. Thánh Justin là một giáo dân và triết gia Kitô giáo đầu tiên đã có những sáng tác vĩ đại bảo vệ đức tin Kitô giáo. Nhờ các văn bản ấy, chúng ta biết về cuộc đời Ngài. Thánh Justin sinh ở Flavia Neboli, Samaria khoảng năm 100. Cha mẹ Ngài là người ngoại giáo gốc Hy Lạp. Ngài được giáo dục kỹ lưỡng và đặc biệt yêu thích khoa hùng biện, thi ca và sử học. Khi còn trai trẻ, Ngài bị thu hút bởi triết thuyết Plato. Tuy nhiên, Ngài nhận thấy chỉ có Kitô giáo mới trả lời được những thắc mắc lớn lao về đời sống và sự hiện hữu. Qua những tài liệu Kitô giáo cũng như việc quan sát các gương anh hùng tử đạo, Thánh Justin đã trở lại Kitô giáo khi Ngài 30 tuổi. Ngài tiếp tục mặc áo choàng của các triết gia thời bấy giờ và trở nên triết gia Kitô giáo đầu tiên. Ngài tổng hợp Kitô giáo với các yếu tính đặc sắc nhất trong triết lý Hy Lạp. Theo quan điểm của Ngài, triết lý là một mô phạm của Đức Kitô, một nhà giáo dục dẫn đưa người ta đến với Đức Kitô. Thánh Justin nổi tiếng là một người biện giáo thời bấy giờ. Ngài đi đây đó và tranh luận với các người ngoại giáo, lạc giáo và do thái giáo. Khi người Kitô tiếp tục bị bắt hại bởi nhà cầm quyền, Ngài đã công khai bảo vệ Kitô giáo qua lời giảng dạy cũng như văn bản. Trong các sáng tác của Ngài, hiện nay chúng ta vẫn còn giữ được hai bản văn gửi cho Hoàng đế Roma và cho Thượng viện. Sau cùng, Ngài bị bắt và bị đưa ra trước quan tổng trấn Roma là Rusticus. Khi được yêu cầu thờ cúng tà thần, Thánh Justin trả lời: người có suy nghĩ đúng đắn không bị sự giả trá mà chối bỏ sự thật. Thánh Justin bị chém đầu ở Roma năm 165. Lời bàn: là quan thầy các triết gia, Thánh Justin kích động chúng ta hãy dùng các sức mạnh tự nhiên, nhất là sức mạnh của sự hiểu biết, để phục vụ Đức Kitô và để hình thành đời sống Kitô giáo trong nội tâm chúng ta. Vì con người dễ bị sai lầm, nhất là đối với các vấn đề sâu xa của đời sống và sự hiện hữu, chúng ta cũng phải sẵn sàng sửa đổi và kiểm soát lại tư duy chúng ta trong sự sôi dẫn của chân lý Kitô giáo. Do đó, chúng ta mới có thể nói như các thánh nhân uyên bác của giáo hội: tôi tin để có thể hiểu, và tôi hiểu để có thể tin. Lời trích: triết lý là sự am tường những gì hiện hữu và là sự hiểu biết rõ ràng về chân lý, và hạnh phúc là phần thưởng của sự am tường và sự hiểu biết đó.